Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp thành công trong đầu tư bất động sản tại Bắc Ninh, công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh tiếp tục lan tỏa khát vọng, uy tín đến các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương. Tại Hải Dương, thì công ty này đã đầu tư vào dự án khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng với diện tích gần 236 ha. Dự án này có tổng nguồn vốn đầu tư là gần 2.000 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng. Khu công nghiệp này có địa chỉ tại các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng và Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là dự án khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 398. Dự án có vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không qua các trục chính như quốc lộ 5A, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh và đã được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương định hướng nằm trong khu vực quy hoạch khu kinh tế chuyên biệt của tỉnh. Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng được chấp thuận bổ sung vào danh mục quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam tại văn bản số 1156 ngày 14 tháng 7 năm 2014 và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định 398 ngày 19 tháng 3 năm 2021. Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng với quy mô 235,64 ha, tổng mức đầu tư 1.979 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng là 36 tháng. Thời gian hoạt động khu công nghiệp là 50 năm. Có vị trí thuận lợi về giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Với mục tiêu đưa khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng trở thành khu công nghiệp đa ngành với phương thức cho thuê đất và cơ sở hạ tầng, ưu tiên thu hút những ngành công nghiệp sử dụng hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đặc biệt là các nhóm ngành sản xuất, chế biến nông lâm sản, công nghiệp may mặc, giày da, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, sản xuất lắp ráp điện, điện tử, công nghệ thông tin và logistics. Với lợi thế vị trí của tỉnh Hải Dương, thời gian qua, tỉnh đã chú trọng phát triển các khu công nghiệp để thu hút đầu tư và đã thu hút được nhiều những nhà đầu tư lớn. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay đã thu hút được nhiều những dự án lớn với tổng mức đầu tư đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ. Việc khởi công khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng ngày hôm nay sẽ tiếp tục mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Hải Dương ở những năm tiếp theo. Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng những đổi thay của tỉnh Hải Dương và hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời khẳng định vị thế của công ty cổ phần Trung Quý Bắc Ninh là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng khi xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là nhân tố góp phần thu hút nguồn vốn FDI, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo của tỉnh Hải Dương nói chung và huyện Bình Giang nói riêng, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động, giúp đẩy tăng nhanh tốc độ đô thị hóa, tạo sự phát triển đồng bộ giữa các vùng miền trong tỉnh. Nhằm tháo gỡ khó khăn về giao thông của khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện tuyến đường tỉnh 394B, công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh đã bố trí nguồn kinh phí khoảng 138 tỷ đồng để đầu tư xây dựng theo hình thức tài trợ công trình cầu vượt sông Sặt và đoạn đường dẫn từ cầu vượt sông Sặt đến khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng dài khoảng 430 mét.